phần đẹp khá nhất cả lớp. Thằng đó là cả lớp sẽ nghe nhá. Bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn. 先生，您要吃点什么？我要一个牛肉，一个青菜。还要什么？两碗米饭。好，还要什么？不要了。多少钱？50块。好，请快一点，我很饿。好，谢谢。OK。Miu thử nghe lại một lần nữa không ạ? Mình thử nghe nhé, nghe xem là mình không nhìn này thì chúng ta có hiểu, có nghe được là họ đang nói gì không? Xin chào, bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn một con bò, một con chim cút. Còn gì nữa? Hai bát mì ăn. Được, còn gì nữa? Không cần nữa. 多少钱？50块。好，请快一点，我很饿。好，谢谢。OK, nào bây giờ lớp mình sẽ cùng đọc nhá. Bạn số A cái gì đấy ạ? Sao con nói là? Bạn ở lớp mình đọc nào? 先生，您要吃点什么？Vâng.Vâng, mình dịch là gì nhỉ? Xin chào, vâng, thưa ngài. Mình yêu chứ điểm sớm mơ là gì? Ngài muốn ăn một chút gì? Đúng rồi, ngài muốn ăn một chút gì ạ? Tiếp theo ạ. Của yêu ý cơ nhiều rau, ý cơ chinh chai. Vâng, ý cơ chinh chai. Chinh chai nè. Vâng, mình dịch là gì nhỉ?Tôi muốn một đĩa thịt bò ạ. Một đĩa thịt bò ạ, một đĩa rau xanh, được không ạ? Tiếp theo ạ. Hái yêu sớm mơ. Vâng, rất tốt ạ. Là gì nhá? Còn muốn cái gì? Còn cần gì nữa nhỉ? Còn bao giờ cần gì nữa đấy ạ? Ý là ngày còn cần gì nữa đấy ạ? Vâng, tiếp theo. Lẻo quán mì phân là hái cơm trắng. Tiếp theo ạ. Hái yêu sớm mơ là gì? Được. Còn gì nữa, đúng không ạ? Tiếp theo ạ. Tôi sao trái tràng mình nghĩ là gì? Không cần bao nhiêu tiền. Tiếp theo ạ. Ủ sứ khoai là bao nhiêu? 50 đồng. Vâng, tiếp theo ạ. Hảo, chỉ khoai y điểm. Ủa hoài thơ. Vâng, cái từ tiền các bạn có đọc hết âm nhá. Tiền, ví dụ như bình thường không, nếu không có đâu, có thể là tiền. Đúng không? Chúng ta cũng phải đọc hết rồi. Tiền. Với đây có âm ngữ tiền. Có nghĩa là còn em nghe một số bạn nói ấy, đó là tiền. Đó, tiền khác đúng không? Tiền. Nghe có đúng không ạ? Mình kéo hết cái biên độ âm này nhá, nếu không thì sẽ là tiền. 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 Tiền xong sau đó nó cong lưỡi. Nó nói qua đâu nào? Tiền. 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 Mình vẫn ra tiền. Em có đọc thử nào? Tiền. Ừ, tiền đúng rồi. Còn nếu như mình đọc hết biên độ âm đi xong mình cong nữa. Tiền. Đúng rồi đó. Còn đọc nhanh thì nếu sinh viên mình tiền. Đó, nên là kéo dài cái biên độ âm mình ra nhanh thì nó sẽ đi được hết cái phần chữ tiền. Ok. Nào, hảo chỉnh khoai yên tiền. Chúa hẳn ơ là gì nhỉ? Được, xin hãy nhanh một chút. Tôi rất đói. Và tiếp theo nào ạ? Hảo. Ok, và cuối cùng nào? Xin chào. Vâng ạ. Bây giờ em sẽ mời hai người một cặp nhá. Xong sau đó thì mình sẽ đọc 3 A và B. Vâng, và mình sau mình sẽ trao đổi với nhau bằng những bài quá hay luyện tập nhá. Vâng, chào nhau chứ nhỉ? Thế hơi mệt mỏi không ấy? Có bất ngủ.
Thế anh đang uống cháu đang là gì đấy? À. Đúng kiểu rất xúc lên đấy cô ạ. Chị Hoa, chị Hoa cũng đang bị đau mồm nha. Cô Hoa ở dưới ạ, cô Hoa cũng bị đau mồm đau đó đây. Em bị đau ở đây ạ? Tức là kiểu nó nóng xong cô không nó xả hết ra. May đi đỡ đi. Mai em uống thuốc chưa? Em uống rồi. Em uống thêm B để xe, em uống phải sử dụng em đi xe. Em mua cả thuốc không mua. Đúng rồi, em nhưng mà phải uống cả B để xe là đỡ. Ok, nếu mà không đặt đầu to thì cho nhỏ nhỏ. Ok, anh nhắm chị Phượng, nhắm chị Phượng trước nhá. Em ai? Em ai? Thế nào? Xin chân nín nhau chư tiểu sấm mơ vâng. Của yào ý cưa nếu đâu ý cưa chinh chan ý cưa ý cưa chinh chan không phải ý cưa đấy chứ cưa thì lại thành âm cao đấy của ý cưa. Vâng. Hái yào sấm mơ vâng. Kẻ lẻng quán mì phan lẻng quán mì phan lẻng quán mì phan. Ok ạ. Hảo hái yào sấm mơ bú yào đua sao chén ngủ sứ khoai ở sứ khoai ngủ sứ khoai ủ ủ sứ ủ sứ khoai. Ok hảo chỉ khoai y tiểu của hẳn ưa. Ok ạ. Hảo xin chị ạ. Vâng ạ, có rồi ạ. Tiếp theo ạ. Xin sơn ní yào chứ tiểu sớm mơ. Vâng. Của yao ý cưa nếu đâu ý cưa chinh chan vâng. Hái yao sớm mơ hái yao à, hái yao sớm mơ lẻo lẻo quán mì phan đúng rồi lẻo quán mì phan. Hảo hái yao sớm mơ vâng. Bú yao đua sao chén ủ sứ khoai. Hảo chỉnh khoai y tiện của hận của hận của hận ư ưa ư hảo chia sẻ vâng cái từ này là ưa nhá phải ôm nhá của hận ưa vâng ạ. Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 2 nha, hãy cùng nghe nào. Nín yào hơ điểm sờ mơ. Wo yào yi bei nai cha. Da bei. Nghe lại nhưng mà bị rắc đấy ạ. Xin hỏi 您要喝点什么？我要一杯奶茶。大杯还是小杯？小杯。好，还要什么？还要一杯咖啡。大杯还是小杯？大杯。好，一共28块。谢谢。不客气。OK ạ, à. Vâng. Nào mình cùng đọc bản dịch nhá. Bạn An nói gì đấy ạ? Chính quân, nín giao giao hưa tiện sớm mơ. Vâng, và mình đi lên đi ạ. Xin hỏi bạn muốn uống một chút, chút gì? Vâng, xin hỏi bạn muốn uống một chút gì? Tiếp theo ạ. Của giao y bay lại trả. Vâng, lá, đôi lá. Mình muốn một cốc trà sữa. Dạ vâng. OK, tiếp theo ạ. Ta bay hải sư xảo bay. Vâng, mình dịch là gì ạ? Công to hay là công nghệ hóa? Vâng. Đây ạ, tiếp theo ạ. Xảo bay. Vâng, lá. Công nghệ hóa. Tiếp theo ạ. Hảo, hải yao sớm mơ. Ok ạ, lá. Được. Con gì? Con gì ạ? Con cần. Con gì ạ? Ok ạ, tiếp theo. Hải yao y bay cà phê. Là gì ạ? Còn muốn đúng rồi, tôi còn muốn một cốc cà phê. Còn tôi còn cần một cốc cà phê. Ok, thế ạ. Ta bay hải sư xảo bay. Vâng, lá, chúng mình dịch lá. Cốc to hay là cốc nhỏ không? Tiếp theo ạ. Ta bay lá. Cốc to nhỏ. Vâng ạ, tiếp theo. Hảo, ý cung 23块. Vâng, là cái gì là gì ạ? Được. Hai mươi tám đồng. Ok ạ. Xin chào. Cảm ơn các bạn. Bố khơ chỉ là bố khách sáo. Bố khách sáo, bố khách sáo. Vâng ạ.
Nào bây giờ mình sẽ đóng vai hai bạn một cặp nhé. Anh mà xong rồi đó mình sẽ luyện tập ạ. Mình nhìn qua đi ạ. Nhớ chị Phượng trước nhé ạ. Chị trước đi. Chính quân, nín nhau hơ tiệm chấn mơ. Ngộ nhau y bay nạn trá. Ta bay hái sư xẻo bay. Xẻo bay. Hảo, hái nhau chấn mơ. Hái nhau y bay cà phê. Ta bay hái sư xẻo bay. Ta bay. Hảo, ý cung ơ sứ ba khoai. Xê xẻ, bố khó chị. Dạ vâng, tốt ạ, thật hả. Tiếp theo ạ. Chỉnh quân, nín nhau. Hơ điện sấn mơ. Vâng. Uống nhau, y bây đại trá. Ta bây hái sư xảo bây. Xảo bây. Hảo. Hái nhau sấn mơ. Hái nhau, y bây cà phê. Ta bây hái sư xảo bây. Ba bay. Hảo. Ý cung ơ sứ ba khoai. Khoai. Vâng. Xê xìa. Bố cơ xì. Vâng, tốt rồi ạ. Ok, tiếp theo nhá, mình đến với sao ạ. Hoạt động, hai người của nhóm chúng ta sẽ thay phần nhật chân bằng món mà mình muốn ăn trong thực đơn và để hoàn thành lời hội thoại. Ok, ở trong cái lớp gì nhá, đây chúng ta có những từ gì đây ạ? Đầu tiên là Chuyện là nước đúng không ạ? Tiếp theo Cà phê là cà phê. Tiếp theo ạ Cửa lưa. Vâng, lưa thì bốn nhá. Và cuối cùng là Cháo ạ. Thì ở đây chúng ta có đồ uống này. Thì sẽ có mẫu là gì? Nǐ hè shí me? Wǒ hè shuǐ. Nǐ de? Wǒ hè ke le. Đúng không? Và ngoài ra chúng ta có một cái gì ạ? Ở trong đấy có một cái quyển thực đơn đấy cả lớp. Nhìn không ạ? Đúng không? Với các món ăn đấy. Ngoài ra chúng ta có thể hỏi là gì? Nǐ zhì shí me? Đúng không ạ? Và trong cái thực đơn đấy có thì có bí chiểu là bia nữa đấy ạ. Bí chiểu, chiểu là rượu và bí chiểu là bia. Đúng không? Mà có thể quản nó bất kỳ nhá. Nào cả lớp nhìn đi ạ, xong sau đó thì mình sẽ nhẩm lúc đầu nhá. Và lát nữa em lên thì hai người sẽ luyện tập xuống lấy bài nhé. Vâng. Nǐ hè shí me? Em chưa khử đi cưa thác thế ăn thư thường hò. Hò 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 chuyện của chân cho là gì ạ? Chân chu à? Của kho hưa à, sữa chân trâu à? Cái này cái gì? Nước ngọt à? Nước ngọt ná trà chu chê 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 sữa chân trâu chỉ là ăn thế thì là rất cố chu chê giống như kiểu mình cái từ học mà hôm trước thì mình phải học chứ cũng chu chê đây là chu chê chân trâu sữa chân trâu ở đâu biết là gì mà珍珠奶茶你要吃什么的东西啊？你这是什么？你要做很多，你要做这个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 ，你
Đúng rồi, má búa đậu phụ. Má búa đậu phụ. Má đậu phụ thường xuyên. Má búa đậu phụ. Đúng rồi, ok, đó,
Còn ví dụ như cái món cá chua ngọt này thì chúng ta có thể dùng ý, ý thưa. Đúng không? Là một đĩa đấy ạ. Đồng hiểu chưa ạ? Hiểu không ạ? Đó. Sau là mình bạn sẽ luyện tập với nhau xong rồi bạn mình nhá. Xem đi ạ. Nhớ nhá, lượng từ đấy ạ. Nếu đi đĩa thì chúng ta dùng là gì? Là cưa. Ok, còn nếu mà là bát thì chúng ta dùng là, còn cốc chúng ta dùng là cây. Đó, hiện tại chúng ta mới học ba cái lượng từ đó. Còn nếu mà chị hỏi là 6 cái đấy thì thường thì nếu như bình thường ngoài
Em không biết là như nào, nhưng mà ví dụ như bình thường mà mình hỏi 6 cái là mình sẽ mua lên 6 cái. Chứ còn nếu mà em ít thấy người nào mà hỏi 6 đúng không? Mình hỏi như mình hỏi 6 đĩa mà mình lại lấy có 1 đĩa thì nó hơi kỳ. Về cơ bản nội dung ấy, ý là phần về phần phát âm hay là về phần ngữ pháp thì cũng không sai nhá. Nhưng mà nếu mà thực tế thì nó hơi kỳ. Vì mình hỏi 6 đĩa đúng không ạ? Liệu cơ. Đó. Thế nhưng mà sao đến lúc mà mình chỉ mua 1 cái. nhiều người ta cầm nhá, người ta cầm đó. Đấy là mình đang sáng một tiếng đấy. Lúc đấy là người ta phải lá tính 6 đĩa này. Thằng tí nữa là ôi bà này có mua 1 đĩa thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ đi phần tiếp theo nhá. Cái phần này là mình học hôm trước rồi ạ. Nên là mình đi qua phần này nhá. Đó, sau cũng phải lưu ý thôi ạ. Mình học hôm đầu tiên rồi đấy ạ. Ngơm ấy. Ok ạ. Nào mình đến với biến hiệu của phụ. Cả lớp có nhớ không ạ? Phụ, nhắc lại một chút nào, phụ đi với thay 4 thì đọc là gì nhỉ? Phụ, thế vậy thì phụ đi với thay 1, 2, 3 phụ. Nào, phụ, thế chúng ta có từ đây. Bây giờ, từ đầu tiên là gì? Phụ cao. Vâng, phụ cao là không. Không cao đúng rồi ạ, cái từ cao là sao? Cao thấp ạ, nghĩa của nó là cao luôn. Nó cao thấp ấy. Thế tiếp theo nào, số 2 là gì ạ? Phụ máng. Vâng, phụ máng. Máng là bận. Phụ máng là không bận. Tiếp theo ạ? Phụ hảo. Vâng, phụ hảo. Phụ hảo là gì ạ? Công chúng không tốt đúng không? Ok ạ. Nào, bây giờ mình có bài tập nha. Câu số 1, mình sẽ điền gì nhỉ? Tha phụ hảo. Tha. Tha phụ. Vâng, đúng rồi. Tha phụ hảo. Tiếp theo ạ? Số 2. Tha phụ sư. Đúng rồi ạ. Chưa, mình dịch là gì nhỉ? Anh ấy không phải giáo viên. Vâng, anh không phải giáo viên. Tiếp theo nhá. Số 3 nào, đầu tiên là phụ. Phụ, ok. Hẳn hảo. Tiếp theo ạ. Tha là bú yào. Vâng, tha bú yào. Bú yào chị vừa. Bú. Bú yào. Bú. Bú chào. Ok, là bú chào. Vâng, tha dịch là gì nhỉ?好，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 
五，快，怪，六，昏，君，七，云，月，八，望，万。OK 啊，bây giờ mỗi người sẽ hai dòng nhá, không sẽ đọc cho em nhá, mỗi người từ hai dòng nhá. Mày quỳ trước nào. OK, tiếp theo. OK, số 2 nào. Nghỉ, nghỉ. Tốt, và Bì. Rất tốt, OK, mời thương anh ạ. Chuy. Tốt. Chuy. Chuy, mời thương anh. Chuy. Chuy, đúng rồi, cái từ chuy đầu tiên là hiểu lời chuy. Chuy. OK, và phần sau là chuy. OK, tốt, tiếp theo. Quy. Quay, à quay. U đậu quay nhá. Quay, ok, ở bên cạnh là quay, ok, quay. Quay tiếp theo nào, mời lành nào. Khoai. Thanh mấy nhỉ, thanh mấy. Khoai. Rồi, ok, tiếp theo. Quay. Quay thanh mấy nhỉ. Quay. Ok, tốt, nào, số 6 nào. U gì ạ, à? U gì, tên là U gì. U ân. Đúng không ạ, à? Nào có.